Chào buổi sáng cả mọi người nha. Sáng hôm nay là cái ngày thứ hai mà Sang ở trong rừng cùng với chuyến đi này của anh Huân đó mọi người. Sáng hôm nay thì mấy anh em Sang dậy rất là sớm. Anh Huân thì đang nấu ở đây một cái nồi cơm để chuẩn bị hôm nay mình sẽ đi làm một cái thuyền nha. Theo như kế hoạch của mấy anh em tính trước á, là ngày thứ hai vào trong rừng á, thì mình sẽ bỏ ra một ngày để mà làm thuyền cũng như là đi bắt cá. Tại vì nếu mà không có thuyền á, thì mấy anh em Sang không thể nào mà vượt qua con sông này để mà đi giăng câu giăng lưới được. Nên mình sẽ làm một cái thuyền tre để giăng câu kiếm cá này, để làm thức ăn dự trữ cho mấy ngày tiếp theo sẽ đi kiếm ong và bắt ong cho nó thuận tiện hơn nha. Nãy giờ thì mấy anh em Sang vừa mới ăn cơm xong, giờ tranh thủ thời gian thì mình sẽ làm một cái bè nha mọi người. Thì để làm được một cái bè vượt sông á, thì mọi người có thể chọn rất nhiều nguyên liệu ở trong rừng khác nhau, như là cây chuối, cây gỗ hoặc là cây tre. Nhưng mà nguyên liệu tốt nhất để vượt sông á, những cái chỗ chảy xiết như thế này á, thì là cây tre, cây nứa nha mọi người. Nên sáng á, thì mấy anh em Sang cũng phát hiện ra một bụi tre nó bị ngã do tối qua trời lũ á. Thì đã chặt được ở đây một ít cây tre này, mang về đây để một hồi buổi trưa sẽ kết thành một cái bè. Cái bè thì mình sẽ kết 40 cây nha mọi người, 20 cây ở dưới và 20 cây ở trên. Tại vì mấy anh em Sang định là sẽ chở nhiều đồ nè, với chở nhiều người để qua cái đoạn sông chỗ này thả câu này, với lại qua bên kia bắt những cái tổ ong phía bên kia, kiếm ong bên kia luôn. Và trước khi làm bè thì anh Lăng với anh Nghĩa đang chuẩn bị làm một cái bàn cơm ở đây. Tại vì tối qua mọi người cũng thấy nước, khi mà nước lũ dâng lên á, thì chỗ này nó sẽ bị ngập. Nếu mà ngồi ăn cơm á, thì sẽ không được. Nên làm một cái bàn cao một chút và làm một cái chỗ ngồi. Nếu mà nước lũ có dâng lên thì mấy anh em vẫn ngồi ăn cơm được ở chỗ này nha, không cần phải bỏ chạy. Cái bàn này thì cũng từ đây nhìn ra cũng khá đẹp đó mọi người. Làm xong một cái bộ bàn ghế để mình có thể ngồi ăn cơm cho thuận tiện rồi nha mọi người. Tại vì đợt này mấy anh em định ở đây khá là lâu nên có bộ bàn ghế thì ăn cơm nó thoải mái hơn. Và mọi người xem cái chỗ ăn cơm của mấy anh em Sang này, ở đây thì sẽ nhìn ra được cái khúc sông ngoài kia. Nếu mà nước dâng lên thì chỗ này là nước sẽ ngập vừa tới ghế thôi, còn đồ ăn ở phía trên bàn thì vẫn còn giữ nguyên được nha. Nên mình dù nước ngập vẫn ngồi ăn cơm được nha mọi người. Còn phía bên đây thì anh Huân mấy cái tre cũng đã khô rồi, nên anh Huân sẽ bắt đầu làm cái bè nha mọi người. Bè này làm sao anh Huân? Làm 2 tầng hả? Cách làm bè thì nói chung là có rất nhiều cách đan bè. Mình có thể là đan bè theo kiểu là một chùm lại, một bó lại. Còn nếu mà muốn nổi hơn thì mọi người có thể là làm 2 tầng nha. Là lót gỗ, lót tre phía dưới xong rồi cách một cây ngang, rồi bắt đầu là lót tre lên tầng phía trên nữa, là được 2 tầng. Mới đầu dự định là sẽ làm 40 cây, nhưng mà làm nhiều cây quá thì khi qua cái thác cho kia rồi mọi người, nước đẩy á, bè nó sẽ trôi xuống thác, nên thôi mấy anh em Sang sẽ làm khoảng tầm 20 cây thôi. Bây giờ thì anh Huân đang bắt đầu đan bè nha mọi người. Cái này thì mình sẽ đan ở trên 10 cây và ở dưới 10 cây. Ở giữa thì sẽ dùng một cái nẹp tre nhỏ như thế này nè, để mình giữ chặt những cái cây ở phía trong á. Nếu mà lỡ như cái bè mình qua thác đập vào đá thì cái bè nó sẽ không bị vỡ ra. Ở đây thì mình sẽ dùng 3 thanh nha. Ở đầu này 1 thanh, ở giữa 1 thanh và cuối kia 1 thanh.
Ở trên đây thì đang thêm một lớp nữa. Này đây, hai lớp là nổi hết. Chắc 3-4 người lên được hết luôn. 3-4 người là ngồi khỏe ra luôn. Chèo bè này thì sẽ là một người ở đầu và một người ở đuôi. Người ở giữa thì sẽ là thả câu với thả lưới cho mọi người. Nói chung là 3 người thôi, không đi được nhiều người đâu. Giờ cũng đã làm xong rồi nha mọi người. Nên bây giờ thì mấy anh em xe sẽ kéo vào xuống sông để test xem là cái bè này có nổi được hay không, có lại là chịu được bao nhiêu người. Rồi lên luôn, lên luôn. Ô, 3 người chìm luôn. Một người thấy ai, một người thấy ai anh không? Hai người được mà. Lên đuôi thử là hai người thoải mái. Hai người vẫn được nha mọi người. Hai người thì được. Hai cái cuối hai bên nữa. Mình xem này, bè này thì hai người ngồi thoải mái nha. Nó chỉ sắp sắp vào mặt nước thôi. Còn nếu như mà mọi người muốn nổi nữa thì có thể là làm thêm một tầng hoặc hai tầng nữa. Nếu là 4 tầng thì sẽ nổi rất là nhiều nha. Nhưng mà làm nhiều quá thì nó sẽ bị cạn nước á. Khi mà mình vượt qua con sông á thì sẽ bị đẩy xuống thác. Nên sang với anh Huân chỉ làm 2 tầng. Cái này chắc phải chiều mới giăng lưới được hay không? Cái này hai người đứng thoải mái ha. Một người thì nó vẫn nổi lên phía trên, hai người thì nó hơi chìm một chút nhưng vẫn đứng được. Có nghĩa là một người chèo và một người sẽ thả câu nha mọi người. Rồi là xong cái bè của mình. Phía trên đây thì cũng xong cái bàn. Giờ có lẽ là mấy anh em sang sẽ quay lên để mà nấu cơm này. Với là đi thả một tay lưới kiếm một ít con cá nhỏ để làm bữa cơm trưa nha. Mấy anh đã làm được một cái bàn cũng như là một cái bè tre. Nhiệm vụ buổi sáng thì cũng đã xong rồi. Nên bây giờ thì mấy anh em tập trung ra cái bờ sông này để thả vài tay lưới nhỏ nha mọi người, để kiếm đồ ăn nha, với lại là kiếm một ít cá mồi để mà chiều nay mình chèo cái bè qua sông á, mình giăng một ít lưỡi câu để kiếm cá to. Đợt này mấy anh em sang đi vào trong rừng dự định là sẽ đi rất là lâu, nên phân chia như thế này mọi người: 2 ngày đầu tiên á sẽ làm nhà cũng như là kiếm đồ ăn, còn mấy ngày còn lại sẽ tập trung vào cái việc bắt ong. Nên khi mà tập trung vào việc bắt ong á thì sẽ không có thời gian để đi kiếm bắt cá này kia. Nên hôm nay là ngày mà mấy anh em sang sẽ bỏ ra nguyên một ngày để đi bắt cá luôn. Này làm một cái dàn bóng đá gác bếp ha anh nè. Tại vì cái khúc này á, mọi người xem này, cái khúc sông này gần như là không ai tới đây đâu mọi người. Cái này là xa nhất của cái khu rừng rồi. Ở đây là còn hoang sơ luôn, gần như là không ai tới. Nên cái việc bắt được nhiều cá thì có lẽ rất là khả thi luôn. Nên thôi giờ anh Lăng sẽ thả cái thay lưới này dài từ đây này xuống tận tích dưới kia mọi người, để kiếm cái loại cá mà nó bám vào cục đá. Ở đây thì nó nhiều cái loại cá đó lắm. Với lại là một hồi còn đi bắn cá nữa. Cái này mình thả đây 3 giờ mới thăm á. 3 giờ 4 giờ hả? Hai lần. Hai lần ha. Để bắt được cái loại cá bóng đá này mọi người thì mình phải giăng lưới làm sao mà nó nằm sát với những cái bờ đá này. Với lại là mình sẽ đi thăm 2 lần nha. Tại vì cái loại này nó dính nhiều lắm. Nếu mà mình không kịp thăm thì nó sẽ xảy ra. Thì mấy anh em sang vừa mới thả tay lưới xong mọi người. Bây giờ tiếp tục cái mình đi bắt cá bằng cách là bắn súng nha, bắn súng bắn cá. Đợt trước thì mấy anh em anh Bảo bắn được khá là nhiều mọi người. Đợt này thì anh Huân với anh Bảo cùng bắn luôn. Ở đây là một cái hộng thác này, mấy anh em lặn ở chỗ hộng thác để bắn nha. Thank you.
Con, con. Cái chân của con búp bê tưởng chân người lộn. Đâu lấy lên cho anh bảo. Ở chỗ nào, cái chân búp bê chỗ nào. Đâu, 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 đâu. Đâu, đâu, lấy lên coi. Tưởng đâu chân người. Cái thứ. Ủa? Sao búp bê bằng sứ ta? Đúng cái chân thiệt con luôn. Ờ, cái chân này bằng sứ. Nặng, nặng lắm luôn à. Hôm nay anh Huân lặn xuống sông mà lấy được một cái chân con búp bê mọi người. Ủa nó chồng. Thôi cho nó đi lại đi. Thường thường là chân bằng nhựa đúng không? Cái này chân bằng sứ mà. Nặng quăng à. Ô, dính cá rồi, dính cá rồi. Dính ơi, dính cá rồi, dính cá rồi. Ở đây anh Huân bắn dính một con cá nha mọi người. Cầm nha. Cái gì đó? Cái gì đó? Ui. Mày dính. Một bầy luôn hả? Mọi người xem con mày dính kìa. Wow. Đây, đây, bỏ đi, đây, bỏ. Đây, 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 anh Huân, đây, anh Huân, Huân, Huân. Đưa xuống đây. Ui, anh Lan dơ cá lên nha. Ô, mọi người xem con mè dính này. Chắc cả 2-3 kg luôn á. Ui. Gỡ xuống đi, gỡ xuống. Một con đầu tiên nha mọi người. Một con đầu tiên của ngày hôm nay. Quá to luôn. Con này chắc 2 kg á. Ôi, dở lên cái. Đó, mọi người xem con cá bự ghê không? Con này chắc khoảng trên 2 kg. Cái mà dinh rất là to luôn. Dính rồi, dính rồi, dính rồi. Ở đây Huân bắn được con cá ép bự, thiệt bự luôn mọi người. Đây này. Gỡ luôn. Ở trong cái hộc đá này nhiều lắm luôn nha. 4-5 con luôn. Anh Huân bắn đây được một con này. Đứng ở sông. Ở đây thêm một con nữa mọi người. Cái này là bắn luôn hả bà? Quá dữ. Cái bắn xa không được. Trong hang không bắn được rồi. Mới lặn có 2 hơi là được 2 con. Một phát 2 con. Ở đây nghĩa bắn một phát 2 con luôn mọi người. Quá đỉnh cao. Bơi trước mặt. Trước mặt.
Lưu cái đi. Một phát chính hai con nhạn. Đang bên Huân á, bắn cá ngoài kia mọi người. Cũng được vài con cá. Đi vào trong đây thì Sang với anh Thái là phát hiện có một cái bãi trứng. Mọi người xem đi. Sang thật sự ra đây là lần đầu tiên Sang nhìn thấy cái cảnh tượng này luôn á. Sang cũng không biết cái loại trứng này là trứng gì, nhưng mà nó nằm ở chỗ đống cát này ngẹt luôn, ngẹt dài qua tận tới bên phía anh Thái luôn rồi mọi người. Trứng của nó thì nhìn như là trứng chim gì đó. Đấy, trứng của nó là như đây, như là một cái trứng chim luôn. Và nó có cái phần vỏ như là trứng gà luôn hả Thái? Đây, đây, đập thử một trứng đi. Đây này, sẽ cho mọi người xem này. Cái trứng này á, cái phần vỏ của nó không khác gì trứng gà hết cả. Đây, cái phần vỏ nó cũng có lớp canxi phía ngoài này. Còn phía trong của nó đó, ui, nó có trong trắng trong đỏ luôn Thái ơi. Nè, có trong đỏ y như là trong đỏ trứng gà luôn nè. Để cho mọi người xem này. Nó có cái trồng đỏ giống như y như là cái trồng đỏ trứng gà luôn mọi người. Nhưng mà không biết sao là nó nằm ở dưới nước thôi. Nên thôi giờ Sang với anh Thái sẽ lụm cái trứng này nha. Theo như Sang nghĩ không phải trứng cá đâu. Tại vì trứng cá nó sẽ không có cái vỏ giống như vậy. Còn cái vỏ như vậy là chắc là trứng con này con kia rồi. Có thể là trứng con kỳ nhông ha. Kỳ nhông thì trứng dài mà sao không biết phải có phải hay không. Nhưng mà nó đẻ như thế này thì nếu mà nước lũ mình không lấy thì tối nay nước xả, nước sông nó dâng lên thì nó cũng sẽ cuốn trôi mất cái trứng này đi. Nên thôi giờ Sang với Thái để nó ra Thái. Nên thôi giờ Sang với Thái sẽ lụm nha. Để xem được bao nhiêu. Lụm với Thái. Đây là nhiều lắm luôn mọi người, nó nằm cặp với cái bờ cát á. Nhìn cứ như trứng cá vậy á. Mà cá nào mà trứng bự như vậy đúng không? Bên Thái nhiều không? Cứ lụm quăng lên trên Thái. Ui, dưới cát cũng có nữa Thái ơi. Nó nằm trong cát á. Trong cát nhiều lắm mọi người. Cứ cào tay này. Trong cát cũng có nữa. Ui, nãy giờ Thái nó mới lụm có một xíu mà mọi người xem này. Đừng bể Thái ơi, cái trứng này dễ bể quá. Ừ, bể rồi nè. Có khi nào là trứng cá không ta? Chắc không phải đâu. Trứng cá bự quá. Nó nhiều khủng khiếp luôn mọi người. Đây này. Sang gạt tay thôi, sang nắm cả nắm luôn. Cái này thì mình để ở đây á, là buổi tối nước lũ nó dâng lên á, là nó sẽ qua cái đống cát này và nó sẽ cuốn cái trứng này đi mất. Nên thôi Sang với Thái sẽ lụm hết luôn nha. Để về hỏi anh Huân xem là trứng gì nha. Nhiều quá trời luôn. Mấy trăm trứng rồi. Còn ở đây nữa này. Trong cát á Thái, từng cào tay trong cát còn nhiều lắm Thái. Trong cát cũng có nữa. Lụm hết ở ngoài đi, lát cào sao ta. Để hỏi lẫn với cát khó kiếm. Ôi. Cả nửa nón luôn. Đẻ trứng nhiều chỉ có con cá thôi mới đẻ trứng nhiều vậy đúng không? Có lẫn với cát không? Cầm cái nón lên cho anh đi anh cào. Cầm nón lên. Nhiều không? Đó. Lụm được một cái đống này chỗ này thôi mọi người. Mà được gần cả nửa cái nón luôn. Khá là nhiều luôn á. Còn phía trong cát nữa nha. Đây nè thấy không? Ui đây nè. Nó lấp. Đây nè. Nó lấp trong cát á mọi người. Dưới chân nữa kìa. Dưới chân nữa kìa. Đó. Cái này là chắc nó đẻ trên đây xong bắt đầu là mưa nó trôi ra đó. Đây nè thấy không? Còn nhiều. Mưa nát đống cát luôn mọi người. Cái đống cát này. À, bắt đi. Cái đống cát này á thì càng mưa nó càng có ở dưới luôn nha. Cái con này chứng tỏ là nó đẻ ở trong cát. Không biết là con gì. Nhưng mà thôi nó đẻ kiểu này á, nó đẻ trong đống cát ngập kiểu này á thì khi mà buổi tối nước dâng lên á, nếu mà mưa nước dâng lên á thì sẽ trôi mất. Không còn không có nở được đâu mọi người. Nên thôi Sang với thằng Thái sẽ bắt nó nha. Chứ không thì nó trôi đi cũng rất là tiếc luôn. Và mọi người xem đây là thành quả này. Được ở đây hơn 200 trứng đó chứ Thái. Như đây theo như Sang nghĩ là hơn 200 trứng đó. Tại vì mọi người thấy này, nó nhỏ mà nó rất là nhiều luôn nha. Nhiều cực kỳ luôn. Có bỏ vô ta chừng nào nữa. Còn á mọi người vẫn còn á. Nhưng mà cái nào sâu trong cát thì Sang không đào nữa nha. Để coi nó có nở được hay không. Để coi nó là con gì nha. Nếu con đẻ, nếu mà con đẻ thì chắc không thể đẻ như vậy đâu. Bây giờ đi bây giờ Sang với anh Thái lại cầm cái trứng này đi bắn cá tiếp nha. Đi theo mấy anh ở phía trước. Bây giờ là 4 giờ chiều nha mọi người. Mấy anh em Sang thì vừa mới đi thăm cái lưới để lấy mồi cá về.
Giờ thì anh Nghĩa với anh Bảo sẽ lên trên cái bè tre mà khi sáng mình làm sẵn đó mọi người, để chèo từ đây qua bên kia sông nha, để thả cái cuồng dây câu, giăng một ít vàng dây câu để ngày mai sẽ hy vọng là sẽ dính được một số cá nha. Bây giờ hai anh em sẽ lên trên bè để đi qua bên kia sông nha mọi người. Để điều khiển được cái bè này thì anh Bảo sử dụng một cái tre dài để mà chống qua nha. Thì anh Nghĩa với lại anh Bảo vừa mới thả xong cái dàn dây câu ở phía bên thác nha mọi người. Cái này thì có lẽ là sáng mai mình mới thăm. Có lẽ phải trưa mai, khi nào mà nước rút thì mới thăm được. Còn nước chảy thì không thăm được. Còn bây giờ thì mấy anh em đang tập trung để mà chuẩn bị cho buổi cơm chiều. Thì chiều nay là nguyên có một ngày mà mấy anh em sang đi bắt cá với bắn cá mọi người. Đây là thành quả này. Bắn được ở đây 4 con cá, 3 con cá ét, một con cá ngựa xám và lại một con cá mà dinh rất là to ở đây. Bên đây thì giăng được một số cá bóng nữa. Giờ thì anh Lăng đang xỏ cây nữa nha mọi người. Xỏ cây nó để mà gác bếp nha. Cái phần nào mình ăn thì mình ăn. Chắc con cá mà dinh này mình nấu ăn chua đi ha, chứ không là hư á. Cái mà dinh to quá trời to luôn mọi người. Còn phía bên đây là cái phần phần cái trứng mà sang với Thái lụm mọi người. Thì trứng này hỏi mấy anh thì bảo là trứng con 33 nha. Con 33 là con mà giống như con rùa vậy mà không phải. Mà con này nó đẻ dưới cát á. Chỗ đó nước ngập, nếu mà không lụm thì nó cũng sẽ trôi đi mất. Nên thôi mấy anh em sang lụm luôn nha. Cái con này thì trứng này thì mình bỏ vô ống tre luôn thôi mọi người. Cái này mấy cái trứng này nó hư hết rồi, do nó đẻ dưới nước á mọi người. Đáng ra cái con này nó phải đẻ ở cặp bờ sông hoặc là chỗ nào khô ráo á. Mà không hiểu sao cái con này nó đẻ ngay chỗ cái chỗ ngập nước á, nên cái trứng này nó bị hư hết rồi. Không ăn thì nó cũng bị cá ăn thôi. Thôi mấy anh em sẽ tận dụng để mà làm một bữa luôn nha. Ở đây lụm được quá trời luôn. Cả một nón to luôn nè mọi người. Bày luôn nè. Cái này một hồi mình bỏ vô ống tre mình luộc sao. Là nó chia ra làm đôi mọi người thấy không? Một nửa là mình đen, một nửa là trắng á. Phần đen là phần bị ung đi. Bây giờ sao bỏ vô trong cái ống tre nha. Bỏ hết vô ống tre mình luộc luôn. Hãy cầm đi. Bên đây thì anh Lăng với lại anh Bảo đang kẹp mấy con cá bóng nhỏ để gác bếp đó mọi người. Cái này để dành cho vài ngày tới để ăn, ngày mai ăn. Giờ sẽ cho hết nó vô trong đây nha. Giờ thì đặt cho ống tre mình nướng luôn nha. Còn đây là mấy con cá mà ngày hôm nay mình giăng lưới với lại mình bắn được. Mấy anh cũng xếp ra như thế này để gác bếp luôn. Cái này thì gác bếp để ăn dần cho mấy ngày sắp tới nha. Đây thì có rất nhiều cá này, 4-5 sâu luôn mà. Đây là thịt con cá to này. Cái nồi nhỏ quá ha. Đây là con cá bà Vinh mà anh Huân bán được của mình. Anh Nghĩa thì đang làm món canh chua rau dớn nha. Đi xuống rừng này thì có món canh chua thì là ngon nhất rồi. Đây thì không thiếu cá đó, rau thì cũng có nhiều đó. Phía bên kia thì anh Bảo đang kho con cá ét và là gác cái phần cá phía trên kia. Thank you.
đây là bữa cơm tối của mấy anh em sang ở trong rừng nha mọi người. Gồm có ở đây một nồi canh chua, cá nướng và lại cơm, với lại là mấy cái số trứng 33 mọi người. Đấy, còn bên đây là cá kho nữa này. Cái gì cũng thơm hết cả. Trong rừng thì ăn cái gì mà chẳng ngon. Đây, cá kho này, canh chua. Nay thì được cả nguyên cả một cái bàn nữa. Chắc đổ cái trứng này ra cái đi. Nước nhiều lắm. Được, bớt nước đi. Thôi. Đây là cái trứng còn ôi còn nhiều quá. Đó. Cái trứng này nó luộc rất là thơm luôn nha mọi người, mà nó không có bể cái vỏ nha. Còn kìa một ống. Nhìn thấy cái này mới đẹp này. Chín chưa? Toàn cát không dưới. Cái này luộc nó ra mỡ ha. Quá trời luôn. Cả một chảo luôn. Thôi ăn cơm đi ha. Đói bụng lắm rồi. Từ sáng tới giờ là toàn lo kiếm cá bắt cá thôi. Buổi trưa cũng không có ăn mọi người. Nên giờ thôi ăn buổi tối hoành tráng cho nó bù lại cho mọi người. Mấy anh em sang đang ăn cơm mọi người. Thì nước sông nó bắt đầu dâng lên. Mọi người xem này. Cái chỗ này là khi sáng mình còn chèo bè qua lại á. Bây giờ thì nước sông nó chảy ầm ầm luôn. Sắp ngập qua cái chỗ cái bàn ăn cơm của mấy anh em sang rồi. Nên bây giờ thì dọn cơm vào phía trong chòi tiếp tục ăn nha. Ui nó tràn qua lên luôn. Còn cái chỗ này là cái đường suối hồi nãy á, mà nó cạn rồi. Bây giờ thì nước mọi người xem này. Nó chảy về nó dâng lên nhanh lắm. Đó, nó dâng lên mỗi phút là lên một khúc luôn mà. Mỗi giây lên một khúc luôn. Chắc khoảng 5-6 phút nữa thôi là cái chỗ này là ngập mất luôn mọi người. Đống cát cái chỗ ăn cơm này là ngập mất luôn. Kia. Đi về. Nhanh ghê ha. Năm sáu phút mà nó dâng lên chắc cả mấy mét luôn á. Chó của anh Huân còn tham ăn chắc không về được luôn á. Đây cái chỗ ăn cơm này mọi người. Lây hoay đó mà ngập gần tới cái bàn đó. Nhanh. Kì. Trôi thiệt á, chỗ đó trôi luôn á. Nước chảy tới cái này mà. Kì. Không em về. Kì. Cái này tới luôn rồi. Nhanh thật chứ. Mọi người xem cái mí nước đây nè. Đó, mọi người thấy nó dâng lên không? Dâng lên cực kỳ nhanh luôn. Đó, lại quay ra cái bờ nước bên kia mọi người thấy không? Nước ngập lên lát nó bao về. Ôi, ngoài kia nước lớn lắm luôn rồi kìa. Các bạn sắp ngập mất rồi. Đứng dây bè không anh Huân? Đứng quẩn mà. Nó quẩn mà rìa mà. Nó mới đứt được. Nhanh ghê ha. Mà thế mình còn nói mà không được tăng cái bài nữa. Mới đó mà cái bàn ngập mất rồi mọi người. Chỉ trong vòng đâu đó vài phút. Con chó thì một xíu nữa sẽ lên trên cái đám đất này mọi người, sẽ ngủ trên đó nha.
Nước dâng mới một tí xíu thôi mọi người, mà cái chỗ ăn cơm bây giờ đã ngập mất luôn rồi nha. Còn chỉ còn lại một cái ghế với cái bàn thôi. Nên đi sông với suối á, mình cẩn thận một chút về cái vụ mà nước sông này có thể là dâng lên bất cứ lúc nào mình không biết được. Đây này, mình thấy không? Nước chảy rất là xiết luôn á. Chào buổi sáng cả mọi người nha. Sáng hôm nay là bữa thứ ba mà Sang ở trong rừng đợt này cùng với anh Huân mọi người. Thì sáng hôm nay mấy anh em Sang vừa mới ăn cơm nước xong, chuẩn bị đồ đạc này kia. Bây giờ lại băng vào trong rừng nha. Tại vì hai ngày đầu tiên á, mình dành ra một ngày để làm liều trại này. Ngày thứ hai thì làm một cái bè và cũng đã là xong rồi. Và ngày thứ ba thì bắt đầu vào nhiệm vụ chính á, là bắt đầu đi kiếm ong và bắt ong. Thì ngày hôm qua anh Huân đi vào phía trong bề rừng đi chặt mấy cây tre á mọi người, thì phát hiện một cái tổ ong gần ngay chòi luôn. Cái tổ ong này thì khá là to, nên sáng hôm nay thì mấy anh em Sang sẽ tranh thủ đi vào trong cái tổ ong này để mà bắt cái tổ ong này sớm, xong rồi mình sẽ đi kiếm thêm một vài tổ của ngày hôm nay nữa nha. Hy vọng hôm nay sẽ là một ngày thành công. Cái tổ ong mà mấy anh em Sang chuẩn bị bắt á mọi người, nó tận tích phía trên đỉnh đồi đây này. Cái tổ ong này nghe anh Huân bảo nó rất là to, to khủng khiếp luôn á, nhưng mà rất là cao luôn nha. Nên giờ mấy anh em phải leo lên đỉnh đồi, ở trên đó có một cái cây. Chỗ đó thấy được tổ ong không anh Huân? Cây này không? Cây đó, cây này hả? À, đây là cái gốc cây mà tổ ong nó đóng đó mọi người. So với nhóc Thái ấy, thì gốc cây này nếu mà so đang người ôm chắc phải là 3-4 người ôm nha. Rất là to luôn. Cây này thì là cây giấy ngựa. Cái cây này thì rất là cao. Nó cao tận tích lên phía trên. Mà nó nằm ở vách núi nữa nên nhìn ra được phía cái chỗ mà mấy anh em sang ngủ luôn á. Bây giờ thì anh Huân đang chụm 3 cây lỗ ở đây này, làm một cái cầu thang nha, để leo lên tới cái ngã ba của cây này, rồi bắt đầu mới leo lên trên nữa. Ở đây thì cây này nó có hai tán nha mọi người. Cái tổ ong này làm tổ ở cái tán tích ở phía trên, nên đứng đây thì không thể nào mình nhìn thấy được tổ ong. Đang chụm 3 cây lỗ lại thành một đó mọi người, để bắt qua cái cây to bên kia để làm một cái cầu thang nha, để leo lên được phía trên. Xong cây cầu thang rồi nha mọi người. Bây giờ thì anh Huân sẽ bắt đầu là leo theo cây cầu thang mà mấy anh đã làm thả sẵn á, để lên phía trên ngọn cây này để bắt cái tổ ong nha. Cây này khá cao á. Giờ thì có lẽ là Sang sẽ đi qua phía bên đồi bên kia để có thể là nhìn được, quan sát được anh Huân bắt cái tổ ong kia. Tại vì bên đồi bên kia nó cao hơn á. Nãy giờ thì Sang vừa mới đi qua được cái đồi đối diện với tổ ong mà ngày hôm nay anh Huân bắt rồi nha mọi người. Và Sang cho mọi người xem nè. Cái chấm màu đen trên cái ngọn cây chỗ này á, là cái tổ ong mà anh Huân đang chuẩn bị bắt. Anh Huân thì nãy giờ đã leo lên được gần, tiếp cận tới tổ ong rồi. Và cái tổ ong ngày hôm nay anh Huân bắt á, là một cái tổ ong nó nằm cặp với khe suối nên cây rất là cao. Với lại là
Cái tổ này anh Huân bảo là cái tổ to nhất mà đó giờ anh Huân từng bắt luôn nha. Giờ sang phóng to lên cho mọi người xem này. Đây, anh Huân đã leo gần tới rồi. Ngay chỗ cái chấm đen đen cho này mọi người là anh Huân đang leo gần tới đó. Cái tổ này gần như là to bằng một con người luôn. Đó. Còn vài mét nữa là anh Huân ra tới rồi. Giờ thì anh Huân sẽ bò ra để cắt cái phần mật của nó. Lấy mật đi. Đất chậm đất. Gần tới chưa? Hết dây rồi ơi. Thả hết nhá. Thả hết nhá. Hết dây rồi. Nãy giờ thì anh Huân cũng đã bắt xong tổ ong và xuống dưới rồi mọi người. Mấy anh em sẽ đem cái phần mật ong của anh Huân bắt được á ra dưới bờ sông để một hồi mình sẽ đi thăm câu luôn. Còn đây là cái thành quả của cái tổ ong mà anh Huân bắt nè. Nặng ha. Vô đây thì chắc cũng được khoảng tầm 4-5 lít đó mọi người, cũng khá nhiều.
ngày đầu tiên đi như vậy cũng là thành công rồi. Giờ thì trời cũng đã trưa trưa nên mấy anh em sang kéo cái thuyền mà ngày hôm qua mình đóng á, ra thăm cái dàn dây câu của anh Nghĩa Văn nha, xem là có dính được con cá nào hay không, để lên làm một bữa cơm trưa luôn. Lủng hả? Sao nó dính vậy mà? Nhiều mặt đấy, để quét. Còn đây là cái tổ mật ong phía bên trong này mọi người. Nhìn thấy cục mật đá không? Vàng ươm luôn nha. Mật này là mật cuối mùa rồi nên nó sẽ có màu xám xám một chút. Cái không ai đâu. Nó lủng đó. Ui. Đây mọi người xem phần mật này. Nó lủng lủng luôn nha. Bỏ xuống. Cái túi bị lủng. Rồi nó cho mình xuống thác luôn hả? Bắt xong cái tổ mật ong mọi người, thì trời bây giờ cũng đã trưa trưa rồi. Bây giờ sang với anh Nghĩa sẽ lên cái bè gỗ, bè tre mà ngày hôm qua mình làm á, để chèo qua bên kia sông nha, để thăm cái dàn dây câu xem là qua giờ mình giăng á có dính được cái gì hay không, để mang cá lên là nếu mà có cá thì sẽ làm bữa cơm trưa. Bây giờ hai anh em sang đi. Không biết nữa. Ba người đi sẽ chìm luôn. Rồi lên đây em đẩy ra. Cộng dây đâu ta? Bên kia, bên kia. Nước bắt đầu sâu rồi đó. Lên nha. Cho nó xoay đít xuống đúng không? Rồi, trống. Rồi, ok. Rồi. Giờ hai anh em sang sẽ vượt sông nha mọi người.